Em chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Rồi, nay em lên cái video 2-3 năm nha mọi người. Hôm nay thì rồi, đầu tiên mọi người xin hãy xem cái thông tin liên hệ của em ha. Số điện thoại nè, 0348308843. Rồi, khách mới thì vui lòng chuyển khoản. Chốt hàng thì chuyển khoản giúp em sẽ gửi hàng. Rồi, còn khách quen thì mọi người có thể ship COD ha. Thu tiền sau. Rồi, người chưa đăng ký thì bấm vô đăng ký kênh ha, để được theo dõi mấy video em lên mới nhất. Rồi, nay em có đây. Lên cái video này có mấy món sau đây mọi người. Tiên là cái hùng ha, giới thiệu cái hùng. Cái hùng này cái vỏ nó ngoài nó bằng nhôm nha mọi người, cái khung với cái vỏ bằng nhôm, nó bằng nhôm. Này nó cứng ha, nó bằng nhôm thì nó sẽ có bị cứng nè, nhưng nó không có lủng nha mọi người. Còn đây nè, nè đáy nè. Rồi, hai cái khóa nó nằm ở trên đây. Đây. Mọi người bung nó ra nó sẽ có bốn cái học nhỏ như vậy ha. Một cái học lớn chính như này. Nó có lót cái xốp cho nó mềm nha mọi người. Nè. Cái xốp bên trong. Này nó đựng đồ dơ chứ không phải là nó bị gì. Mọi người lấy thuốc tẩy, lấy xà bông chờ ha. Đây. Cái này nó bị một tí ở vấn đề là cái này nè mọi người. Nó bị mất một cái đinh tán đây ha. Nè, đinh tán nó tán như vậy nè ha. Tại vì nó tán cái phần này nó dính vô cái hành này ha. Cái vỏ nó mất con tán rồi. Mọi người có thể dùng con ốc xiết lại ha. Cái này dùng con ốc khoảng 5 ly ha, bỏ vô xíu lại. À. Cái miếng này là nó phải dính với cái hành qua cái con tán nè mọi người. À. Nó bị bung ra ha. À. Nó chỉ có một vấn đề ở cái chỗ đó. Rồi cái đây á là mấy cái để phân chia cái ô nhựa này ra nè mọi người. À. Mọi người muốn nó thành cái ô nhỏ thì chia ra ha. Đó. À. Nó 2, 4, 6 miếng ha. Ừ. Cái đây nó bị cấn cái này nè, nên nó chưa có vô dễ dàng ha. Mọi người bấm nó lại nó sẽ vô dễ dàng. Nó đang cấn nó bị đó. Mình cố định cái miếng này ở đây nè ha. Nó sẽ vô dễ dàng. Rồi kích thước nó là vuông vức 36 x 22 x 24 36 ngang 22 cao 24 ha. Rồi cái thùng này mã số 1 nha, 700.000. Rồi số 2 là cây kéo cắt cành của thương hiệu nội địa Nhật ha. Cái này made in Japan nè. Nội địa Nhật. Thương hiệu có cái hình con cua ha. Cái dòng kéo này nó cắt cực kỳ lớn nha mọi người. Cắt được cành rất là lớn nè. Cái cành này nó cắt được là tới 4cm nha. Đường kính cành ha. Lưỡi còn rất là ok. Không có bị mẻ hay gì hết. Lưỡi thép đen rất là ok. Trục nó kéo nó bằng cái cây thép. Đây. Thép này như là 40 ly mọi người, 4-5 ly gì vậy.
Rồi cán bằng nhôm ha. Phần phía trên là bằng gỗ. Cây kéo cắt cành này nó dài là 1 mét, nhưng mà đây 1 mét nha, 1 mét, và mình cầm lên nữa thì nó sẽ lên tới hơn 2 mét rồi ha. Cắt được những cái cành trên cao, đặc biệt ở đây nó có cái xoay cái hướng cắt được à. Rất là lực, thiết kế trợ lực mọi người nè. Cắt được cái cành tới 4 cm là cái lực cắt nó rất là mạnh nha mọi người. Rồi mã số 2 nha, 1.1. Cái kéo cắt cành trên cao trợ lực. Rồi số 3 là cái cân đây. Cái cân Chatillon. Chatillon của Mỹ nha mọi người. Vỏ nó bằng kim loại hết ha. Đây là sản xuất bởi Mexico nè ha. Chuyển bên trong Mỹ nha, sử dụng ha. Chung thì bán cái này để nó đẹp đẹp, bán sưu tầm nha mọi người. Chứ chắc cũng không ai xài cái hệ số của cái chuẩn cân này đâu ha. Nó không có phải là kg nha mọi người. Đó, mình chỉ biết nó là vậy thôi ha, không phải kg. Nè, hộp số nó đây nè. Rồi cái cân sản xuất bên Mexico nè ha, còn rất mới. Cái kiểu này nó không có mặt kính luôn nè ha, nó trần như vậy á. Kích thước nó là 20 cm nè. Rồi mã số 3, 300 ngàn cái cân. Rồi số 4 cũng là một món đồ của Mỹ ha. Cái con này là cái đèn cầm tay mọi người. Made in USA. Đèn cầm tay Made in USA. Có cái đồ này để chống nóng ha. Mình sờ ở đây là nó nóng lắm mọi người. Chá này nó, tại vì bóng nó là bóng dây tóc nè. Mọi người thấy dây tóc bên trong đó. Sờ vô nó sẽ nóng đó. Nó lùng cái này nó cản nóng. Đây cái hồng số nó là chuẩn của Mỹ ha, Utah nè. New York sản xuất nè. Nó sản xuất biết cái địa chỉ tại New York, Utah. Nó xuất cho bên Nhật, nó xài điện 100V ha. 1.8 ampere. Đó. Đây nó để cái chú ý cẩn thận gì nè. Rồi cán nó bằng nhựa. Dây điện nguyên zin. À đặc biệt cái dây này nó có nguyên cái ổ này luôn mọi người nè. Ha. Có cầu chì ha, 25 ampere cầu chì luôn nè. Nguyên cái cầu chì. Công tắc. Bật tắt. Rồi cái đầu chuyển luôn ha. Nè, zin nó là cái 3 chấu ha. Mình chuyển là thành 2 chấu mình sạc. Khi mà cái ổ điện mình nó có 2 lỗ thôi ha. Còn có 3 lỗ rồi cứ cắm vô. Nhớ là điện 100V nha. Cắm lộn là trái mọi người. Mà ở đây có cầu chì chắc cắm lộn có thể là nó sẽ trái cầu chì ha. Nhảy cầu chì trước ha. Bảo vệ bóng mình. Em nói là nói có thể thôi chứ mọi người đừng có cắm nha. Cắm điện 100 cho chắc cú. 100 thì xài 100 ha. Rồi này giờ cắm thử cái đèn luôn nha mọi người. Đèn rất là mới nè. Nào mọi người xem nó. Bóng rất là mới luôn. Nguyên cái dây tóc bên trong. Rồi cắm cho thử. Điện 100V. Đó. Wow. Bên ngoài nhìn nó sáng lắm nha mọi người. Cái này lên hình nó nhìn nó mờ mờ. Và bên ngoài nhìn chói lắm. Nó mờ. Ánh sáng vàng nè. Cách 20 cm là nó nóng. Tay mình chịu không nổi. Nè. Rất nóng.
giống như là đứng gần cái bếp. Để tắt thử cái đèn này luôn. Đó, ánh sáng vàng mà chói luôn, nó chói thành trắng luôn mọi người ha. Này điện trăm mà 1.8 ampere là nó khoảng chắc tầm đâu đó 200W, nhưng mà bóng của Mỹ xịn thiệt, nó nhìn thấy nó sáng lắm. Đó. Quá đẹp. Đó, công tắc nó là trên đây mọi người. Công tắc nó nằm trên cái ổ cắm. Rồi cái đèn này mã số 4 nè, 800.000. Rồi nay đây còn cái hộp cái tấm trải khăn nè, mà cái khăn này giống như là khăn trải bàn của Nhật nha, chưa xài chưa bóc ra luôn ha. Đây. Nó giống như nó dệt bằng chất liệu là ni lông mọi người nè. Đây là nói kích thước nó nè ha, 100 nhân cho 220 là 1m nhân 2m2 mọi người ha. Mét nhân 2m2 đó. Này bán đại 200.000 thôi mọi người. Mấy bác nào thích dùng thì liên hệ 200.000. Mã số 5. Tiếp theo đến giới thiệu cái này. Đây. Cái này bác nào đi lặn nha, lặn biển thì sẽ rất là thích cái này đây. Nguyên trong túi jean của nó luôn, túi đựng đồ lặn biển nha. Đây nó gồm có là một cái bộ dụng cụ để gắn vô thở oxy lặn biển nè mọi người. Giới thiệu cái cục oxy này trước đi. Đây cục oxy ha, Made in Italy sản xuất nha mọi người. Đây đầu thở là Made in Italy sản xuất. Saco Barro. Mọi người tìm hiểu sẽ thấy cái thương hiệu này ha. Made in Italy nha. Đây cái này ngậm vô miệng nè ha. Rồi. Cái này để xả khí. Còn đây là đồng hồ đo nè. Đồng hồ đo áp vô chính nè. 330 là 300 kg mọi người. Vô đó mình sẽ điều chỉnh bằng cái van này ha, một cái bộ van điều chỉnh nè, vặn lên vặn xuống nè, điều chỉnh nè, giống như trên bình khí nén mình vậy, mình điều chỉnh. Đây đầu vô nè ha, đầu áp lực cao nha, đầu khí áp lực cao. Cọng dây này nó chịu cũng của Italy luôn, dây này hiệu Italy sản xuất ở Nhật. Còn đầu này là sản xuất ở Italy nữa ha. Từng bộ phận nó sẽ sản xuất từng nơi khác nhau, tại vì cái mức độ mà nó tiêu chuẩn á. Cái dây này nó chịu tới cái cọng này sản xuất ở Mỹ mọi người nè. Đúng là cái hàng chất lượng cao nó có khác ha.
mỗi một món, mỗi một chi tiết nó sẽ sản xuất ở từng đất nước cụ thể. Cái đồng hồ này Italy nè, hai cái đồng hồ Italy nè, cái sợi dây nguồn ra đồng hồ lại là made in USA, còn cái phần trên đây là made in Italy ha. Ơi, cái này nó có một đồng hồ dưới là đo áp chính vô ha, 330. Còn trên đây nó để test cái gì nè, chung em không có lặn biển là không biết cái đồng hồ này test cái gì luôn ha. Giống như thời gian hay là gì, nó để là meter mọi người. Meter có nghĩa là cái gì ta, mà mình có thể nhấn ở đây mọi người để nó nhảy ha. Đó, nó có cái nhấn vô nó nhảy nhảy. Cái đồng hồ đây là nó rời mọi người, nó không có, nó riêng ở trên ha, nó không có vô cái khí này sao, khí là vô đồng hồ dưới, ở trên để mình bóp vậy nè. Có thể là khi lặn mình đếm giây hay sao, nói chung là vậy. Rồi cái phần dây này là nguyên nó như vậy nha mọi người. Này là vô đường bình 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 hơi chính nè. Đó. Rồi qua cái van, rồi cái ra cái ống thở của mình. Rồi có cái đồng hồ để kiểm tra. Rồi đây là cái chính mọi người. Một bộ đồ lặn biển ha. Này là cái bao của nó. Bộ đồ lặn biển rời, áo rời ha. Bộ đồ lặn biển hàng hiệu xịn, hàng hiệu Italy, Nhật. Cái này phù hợp với người khoảng 55 đến 60 kg ha. Đúng rồi, 55 sẽ 60 kg mà ha. Đây, móc khóa xịn của Nhật nè. Bộ đồ này nó có dạ quang luôn mọi người, đèn chiếu vô nó óng ánh. Dạ đã. Dưới là có dây kéo đầy đủ, bốn chân nó kéo nó túm lại nè, móc khóa Nhật hết rồi. Bộ đồ này sản xuất tại Nhật nhưng mà Made in Japan. À. Chuẩn móc khóa Nhật luôn. Còn rất mới nha, bên trong nè. Nhìn nhìn này. Đồ mới của nó đó. Không có bị gì hết, không bị như là rách lủng gì, cá mập cắn gì hết. Mặt sau này. Chân, ống chân nó cũng có cái chỗ bó là. Rồi. Rồi gồm bộ đồ với lại một cái dụng như là mấy cái van với lại ống thở được ha, đồng hồ luôn. Cục này, cái van này nặng ghê, nó bằng đúc bằng chống nước biển này mọi người. Tại đồ lặn biển mà phải chống nước biển này, chống ăn mòn nước biển nha. Nè, mấy chi tiết nó làm sáng bóng, chắc chắn là nó phải chống ăn mòn, ăn reset của nước biển ha. Rồi cái bộ này mã số 6 nha mọi người, 4 triệu. Mọi người giờ mà mua cái bộ đồ của Việt Nam áo rời đó thôi là khoảng gần 3 triệu rồi ha, 4 triệu ha, giá rất là ok.
rồi đến giới thiệu cái này nha mọi người. Cái khung của cái ghế ship, cái khung của cái như là cái giường ship chứ. Cái giường ship nha. Hàng US full nhôm luôn nha mọi người. Bát chịu lực thì nó bằng sắt. Còn mấy cái ống đồ bằng nhôm. Rất là dày luôn nha. Nhôm này. Toàn bộ cái khung này là khoảng 8,5 kg nha. 8,5 kg nha. Nên đo độ dày nó các. Nhôm rất dày ha, 2,5 ly ha. Nè. Rồi, 2 ly tính 2,5 ly. 2 ly. Nên đo lại chỗ này. Rồi, 2 ly nha mọi người. Nhôm dày 2 ly. Rất là nặng, nguyên cái khung không là 8,5 kg nha mọi người. Còn nhôm mà nó đốt 8,5 kg. Bây giờ em mở ra cho mọi người xem toàn bộ cái khung này. Đây. Rồi em mới mở ra cái khung ra cho mọi người xem ha. Đây. Cái khung ghế nó sẽ như thế này ha. Khung giường ha. Mình gọi là giường. Nó trải ra như là nguyên cái giường mình nè. Nhưng mà nó một cái là nó bị mất cái tấm trải rồi nha mọi người. Này là cái khung thôi ha. Cái tấm trải á mọi người sẽ phủ lên như vậy ha, mai lại. Cái tấm lót á là mọi người mai lại thì nó mình nằm. Này là giờ nó còn cái khung. Thì cái chấm tấm trải nó mất rồi. Đây là hai cây này mình sẽ bắt vô như vậy ha. Đó, nó như vậy ha. Nó có một cái lỗ để chắc là cắm cây, cắm mùng đồ mọi người. Rồi cái đó chiều dài khá là dài luôn nhưng mà nó tới 1,9 m ha. Rồi bề ngang rất là gọn nè, 70 cm dài 1,9 m. Rồi chiều cao là 43 ha, chiều cao 43 cm.
Đây, đây là hàng US mọi người. Đây. US nè. US full khung nhôm. Rồi mã số 8 này có giá là 1.200.000 nha. Khung giường nhôm, mọi người về có thể là trải mai lại cái vải, hoặc là dùng cái khung đó mình có thể làm cái khác ha, nói chung chế đồ chế này kia, tại vì khung nó nhôm rất là xịn, cái nhôm nó dày ha. Tổng cái trọng lượng cái này là khoảng 8,5 kg mọi người, nhôm mà nó nặng vậy. Rồi em kết thúc video ở đây nha mọi người. Rồi mọi người mua hàng thì liên hệ em 0348 30843. Rồi em cảm ơn.